Tôi xin chào các anh chị đang tham gia hội thảo Hội Hô hấp Việt Nam năm 2021 ạ. Ở đây tôi báo cáo về nội soi phế quản trong đại dịch COVID-19. Khi có khả năng bệnh nhân nào cũng có thể có bệnh COVID kèm theo, hoặc là có thể có bệnh nhân COVID mà cần thực hiện nội soi phế quản. Các hội hô hấp thế giới khuyến cáo, hướng dẫn. Ở đây có một ví dụ của chest. Họ chia trường hợp ra 3 nhóm theo độ gấp của nội soi phế quản. Ví dụ ung thư phổi. Không nên đợi 1 tháng vì đó là ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm hoặc là cô bé sắp mắc chỉ định mổ. Thì vào chỗ urgent, không chết bằng COVID cũng chết bằng ung thư thì không được. Còn trong emergent và urgent, đa số là tình trạng cấp như xuất huyết hoặc ngạt thở. Chúng ta bác sĩ có kỹ thuật nội soi phế quản, nên lưu ý suy nghĩ chỉ định nội soi phế quản mặc dù trong thời gian COVID nhiều. Chỉ định bảo vệ liên quan lây nhiễm thì có thể thay đổi tùy theo bệnh viện và thiết bị tình hình COVID xung quanh bệnh viện. Và ở đây cũng vậy, đánh giá nguy cơ từ tình trạng bệnh nhân, hình ảnh X-quang và CT, xét nghiệm máu, bị sốt hay không, và khi có thể có nguy cơ cao thì mặc hư PPE, giống như hình bệnh dưới. Và hôm nay, tôi báo cáo về COVID và nội soi phế quản. Nội dung chính là chia sẻ 2 trường hợp đã làm nội soi phế quản để cải thiện tình trạng của bệnh nhân đang điều trị COVID. Case 1 là bệnh nhân có polyp trong phế quản gốc. Bệnh nhân đã bị COVID rồi, mà trước khi bị COVID không có triệu chứng ho và cảm thấy khó thở nhẹ, và có tiền sử ung thư ống mật, 2 năm trước đã phẫu thuật và đã hóa trị thêm. Bệnh nhân đã ở khoa khác điều trị COVID, khoa truyền nhiễm, và phổi phải có viêm phổi nhiều, mà còn bên trái thì ít. Nhưng suy hô hấp kéo dài, nên đã có hội chẩn từ khoa ấy đến khoa hô hấp. Trong hình ảnh CT, chúng tôi thấy u như polyp trong phế quản gốc bên trái tức là phổi bên ít viêm phổi hơn. Ta đánh giá bằng nội soi ảo thử. Bây giờ đi xuống phế quản gốc hay có polyp, tắt phế quản gốc, đi xuống lại thì bình thường và đi qua. Nhìn lên từ bên dưới cũng là bị hẹp, gần 90%. Chúng tôi đã suy nghĩ có thể là một nguyên nhân suy hô hấp kéo dài là polyp này, nên đã cắt bằng thòng lọc tần số cao. Chẩn đoán mô bệnh học của polyp đó đã là di căn của ung thư ống mật. Xem bản nội soi phế quản cũng là bị thắt như nội soi ảo và dùng snare và cắt ra. Một quan trọng là làm nội soi phế quản có thể cải thiện tình trạng hay không. Và như nguyện vọng của chúng tôi, ngay sau khi cắt polyp ra, suy hô hấp của bệnh nhân đã cải thiện. Ngày cắt polyp đã là ngày thứ 19 của COVID. Trước khi cắt thì đã cần nasal high flow, FiO2 thì đã thay đổi tùy theo tư thế. Mà khi cao thì cần 70%, mà sau khi cắt thì chỉ cần oxy muối một chút. Một ngày sau thì hết suy hô hấp và thở bình thường. Theo quá trình thay đổi suy hô hấp,
Nguyên nhân suy hô hấp kéo dài của bệnh nhân này đã là u trong phế quản gốc. Chúng tôi đã nên lưu ý giảm oxy khi đốt bằng tần số cao, vì bệnh nhân đã cần FiO2 70%. Khi làm nội soi phế quản, đối sắc lây nhiễm bên nhân viên y tế đã là PPE thường và khẩu trang N95. Đó là theo quy định của bệnh viện. Case 2 là bệnh nhân đã có hiệu quả EWS cho tình trạng tràn khí màng phổi. Bây giờ giới thiệu EWS trước. EWS là viết tắt của Endobronchial Watanabe Spigot, độ silicon để nứt phế quản từ bên phế quản bằng nội soi phế quản. Công ty Novatek Pháp sản xuất đó. Mà kỹ thuật này hơi phức tạp, nhưng mà tỷ lệ thành công đối với tràn khí màng phổi không cao lắm, nên thường sử dụng khi không có phương án thay thế nữa. Nút làm bằng silicon được kẹp bằng forceps và cứ đưa vào trong phế quản để nút. Có 3 loại size. Size S, M, L, mà cây to nhất là 7mm. Có nhiều báo cáo về hiệu quả của EWS, mà ở đây chỉ cái báo cáo đầu tiên mới bắt đầu làm ở Nhật Bản. Thì tỷ lệ thành công EWS cho tràn khí màng phổi là khỏi tràn khí màng phổi, tức là không dò khí nữa, là gần 40% thôi, và giảm dò khí là cũng là 37%. Một số bệnh nhân thì làm nhiều cái cũng không thay đổi, mà gần 60% bệnh nhân được nói là đã rút ống dẫn lưu màng phổi ra sau khi làm cái EWS này. Bệnh nhân gần 60 tuổi đã bị COVID loại Delta. Sau khi chẩn đoán cách ly tại nhà, mà ngày thứ 15 nhập viện do suy hô hấp nặng. Chúng tôi đã hỗ trợ bằng NPPV như một ngày có bị tràn khí màng phổi bên phải và đặt ống dẫn lưu màng phổi cũng không được nổ phổi, và suy hô hấp đi nặng thêm nữa và đã lên máy thở. Vì bệnh nhân không ổn và không lên được ECMO nữa, cũng không được phẫu thuật tràn khí màng phổi ở ngoại khoa vì không ổn định. Phổi thì không được nổ nên là không thể dính màng phổi nữa. Cái X-quang này là khi sau khi bị tràn khí màng phổi và đặt ống dẫn lưu màng phổi, mà sau khi đặt xong rồi cũng là phổi thì bị hẹp, bị xẹp mà không được nổ. Chúng tôi đã kế hoạch EWS để cải thiện tình trạng. Chụp CT thì theo CT, phế quản nguyên nhân tràn khí màng phổi chắc là B5 bên phải. Vì tình trạng bệnh nhân không ổn, EWS cũng là đã chia hai lần và nứt các nhánh B5. Cho ống soi vào đường hô hấp thì suy hô hấp đã nặng lên, nên là trong khi làm nội soi phế quản chỉ làm nội soi được 1 phút mỗi lần. 1 phút suy trí thì rút ra và đổ SpO2 lên lại và cho ống soi vào lại 1 phút và rút ra. Cứ làm như thế. Và trong hình này có spigot 2 cái và tổng cộng 3 cái cho vào trong phế quản B5.
sau khi nước phê quán bằng AWS vẫn vẫn có giá trị nhưng thôi được nó lên rồi. Sau khi nước phê quán bằng AWS vẫn còn giá trị nhưng thôi được nó lên. Nên chúng tôi đã thử xin mau phổi mấy ngày sau, bệnh nhân vẫn đang được điều trị ở bệnh viện chúng tôi. Cái X-quang này là sau khi đặt AWS thì phổi bên phải thì đã được nổ rồi. AWS đã có một số hiệu quả để cải thiện tình hình trang khí mau phổi của bệnh nhân này. Trường hợp này suy hô hấp nặng nên khi nút phế quản đã cố gắng cho ống soi vào nút phế quản, rút ống soi nhanh và chính xác. Bệnh nhân thì đã bị COVID lâu rồi, nên là theo quy định của bệnh viện, chúng tôi đã làm bằng PPE thường và khẩu trang N95. Thảo luận. Đối sách có thể làm. Khi làm nội soi phế quản đang có COVID rồi, thường có suy hô hấp do viêm phổi COVID. Khi như thế, nên giảm hô tốt để làm an toàn hơn. Và khi cần đốt, thì tự nhiên giảm oxy một thời gian để không bị chảy. Khi như vậy, giảm hô chắc có hiệu quả, giảm khả năng lây nhiễm COVID cho xung quanh. Và bác sĩ cần kỹ thuật cao để làm nhanh và chính xác. Về COVID và nội soi phế quản, thật ra là chưa có bằng chứng nhiều. Nhiều guideline nói khi không gấp thì nên hoãn nội soi phế quản, mà chưa ai biết nên hoãn đến khi nào. PCR có thể có ích để suy nghĩ, mà PCR chỉ là thông tin từ đường hô hấp trên, chưa biết được có liên kết tình trạng trong phổi hay không. Cũng có báo cáo nói bệnh nhân sau bị COVID trên lùng phẫu thuật không tốt hơn, mà cũng chưa có bằng chứng còn nội soi phế quản thì thế nào. Hôm nay tôi đã chia sẻ kinh nghiệm hai ca COVID đã làm nội soi phế quản, mà vẫn có nhiều vấn đề về nội soi phế quản cho bệnh nhân COVID mà chúng ta bác sĩ nên suy nghĩ có khi có thể cải thiện tình trạng bệnh nhân bằng nội soi phế quản.